bộ đồ của phi hành gia Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng. Modem cuối cùng còn sót lại của tàu Apollo 11 Columbia khi quay trở lại trái đất vào năm 1969. Rồi chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới cất cánh thành công năm 1903. Tất cả được trưng bày sống động tại bảo tàng. Khi bảo tàng mở cửa lần đầu tiên vào năm 1976, nó đã ngay lập tức trở nên nổi tiếng với du khách Mỹ và quốc tế, cũng như công chúng Mỹ. Bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trong hệ thống Smithsonian. Khoảng 350 triệu du khách đã ghé thăm từ khi bảo tàng này lần đầu mở cửa. Hàng chục chiếc máy bay đủ các loại treo lơ lửng trên trần nhà. Lịch sử khoa học hàng không và vũ trụ của loài người được tái hiện sống động. Không chỉ là ngành hàng không, lịch sử khám phá vũ trụ cũng được thiết kế sinh động cho du khách khám phá. Chúng tôi mới chỉ ở đây vài phút, nhưng từ những gì tôi đã thấy, điều này thực sự tuyệt vời và được thể hiện rất tốt. Các hiện vật tại đây đều là nguyên bản hoặc tái hiện theo nguyên bản, tạo sự chân thực, sống động, gây ấn tượng cho người xem. Chúng cháu đi vào triển lãm nơi chiếc máy bay đầu tiên được chế tạo. Nó giống như một bản sao vậy, nhưng không ngờ đó là bản thật, thật tuyệt vời. Ngắm nhìn trái đất, khám phá vũ trụ qua cửa sổ phi thuyền. Đằng sau mỗi hiện vật ở đây đều là một câu chuyện cho thấy bước tiến của nhân loại trong việc khám phá vũ trụ rộng lớn. Bảo tàng này đã giúp tái hiện lịch sử hơn 100 năm qua của nhân loại trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Từ những chiếc động cơ ban đầu như thế này, đến nay lịch sử ngành hàng không vũ trụ của nhân loại đã thực sự bước sang một kỷ nguyên mới. Công Tổ, phóng viên Truyền hình Việt Nam, tại Mỹ.